Vốn xứ Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Dạ Vốn xứ Nhật hôm nay em sẽ lên rất là nhiều mã sản phẩm đẹp phục vụ cô chú anh chị. Và mong rằng anh chị đăng ký kênh nha, để khi mà em lên những sản phẩm mới hay là em like trực tiếp hàng ngày thì sẽ gửi thông báo đến cô chú anh chị. Bên em thì sẽ có hai số điện thoại niêm yết trên kênh 0913 330469 và một số nữa là 0935 245 244. Thì những cái mã sản phẩm trong những video em lên hàng ngày, anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo giúp qua hai số điện thoại này. Bên em thì ship toàn quốc nha, bao bể vỡ tất cả các sản phẩm. Và mã sản phẩm hôm nay em lên like sẽ là mã ke. Rồi em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mã sản phẩm đầu tiên này, là em có một cái đĩa, một đĩa trưng. Đĩa này là đĩa tùng hạt anh chị, tùng hạt đó, một cái dòng đĩa men lam xưa vẽ tay 100%. Và nó sẽ có đóng truyện ở mặt trước của đĩa, mặt sau thì vẫn có truyện tí nha, và có mụn đó. Mặt sau này là có mụn ở phía dưới, phía dưới đế chân của đĩa nha anh chị. Cái này nó sẽ có vết lỗi, vết lỗi, mà cái này nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến đĩa hết nha anh chị. Anh điện anh chị trưng lên kệ là ok. Đĩa này ở mặt ngoài thì sẽ là vẽ họa tiết lam mặt sau của đĩa nha anh chị. Và những cái dòng đĩa xưa này thì nó có vết xước đây anh chị, ở phần này nó sẽ có vết xước, ba nốt mụn. Và ở sau này nha anh chị, ở phía sau này, mặt sau này nó sẽ có một chút lỗi men. Cái này lỗi men do nghệ nhân họ làm, họ đun đó anh chị, đun già lửa hay là sẽ nó có vết chấm đen này, xước này. Em báo tình trạng của đĩa rõ rồi nha anh chị, rất là mê luôn. Và mặt ở mặt mặt trong lòng của đĩa này, ở phần này thì nó cũng có một chút lỗi men, mà cái này không có đáng kể. Đĩa này vẽ tay rất là đẹp luôn, viền ở phía viền ngoài này là họa tiết là vẽ hoa đào, một con đĩa xuất sắc đẹp luôn anh chị. Men lam xưa. Rồi đĩa này có đường kính đĩa, đường kính đĩa này là 45. Nó có độ sâu lòng nha chị. Và những cái hàng xưa này thì em cũng báo rõ là những hàng xưa này là nghệ nhân họ làm bằng tay, nên khi mà những cái viền ngoài này anh chị, nghệ nhân họ vuốt thì nó sẽ không có đều nhau nha. Và cái viền ngoài, vạch ngoài này là nó sẽ có độ vên, độ vên nói chung là vên không có đáng kể nha anh chị. Vên nhiều thì em báo nhiều, mà cái này không đáng kể, khoảng tầm là 8-10 thôi. Rồi đĩa này hôm nay em giao luôn anh chị với giá là 2.750.000 mã đĩa này, 2.750.000. Chốt giúp em mã K1, K1 nha anh chị, 2.750.000 mã K1, một cái đĩa lam xưa cực kỳ là VIP luôn. Những cái hàng này là hàng độc nha anh chị, những hàng đấu giá về thì giá trị nó rất là cao. Rồi K1 2.750.000 mã K1. Rồi em có một bộ trà, bộ trà này anh chị, bộ này là gồm có một bình và 5 cái chung uống trà, một bình 5 chung trà. Bộ trà này là bộ trà vẽ tích là tích gà nha anh chị, tích gà, mà những cái họa tiết này vẽ rất là sống động và sắc sảo, nó có truyện tí hết. Bộ này là gồm có một bình và 5 chung trà, hay những cái họa tiết gà vẽ ở trong này.
rất là mê luôn. Đó. Bình nha chị, bình này là dung tích của bình này là khoảng tầm từ 200 đến 300 ml nước, khá chuyện ký hết. Bình chè này là đẹp cực kỳ luôn, mới chưa qua sử dụng nha chị. Miệng của bình chè này là 4.5 và cao là 6. Bộ này hôm nay em sẽ giao lưu anh chị với giá là 500k bộ chè gà này. Lâu lâu nó mới về được những cái bộ chè con gà này rất là đẹp nha chị. Rồi mã K2. K2 500k, mã K2 gồm có một bình và 5 cái chung uống chè. K2 rồi em có một cái bình, bình này là form, bình là form hút lọc anh chị, form hút lọc. Bình này là vẽ những cái cô gái Nhật đó, cầm kỳ thi họa ở trong này anh chị. Mỗi cô sẽ là mỗi cái tài nghệ riêng nha, cầm kỳ thi họa. Vẽ ở phía dưới này là có truyện ký, chữ ký nha, truyện chữ ký nghệ nhân. Bên này là form hút lọc, miệng là 7, cao 17 và vòng bụng là 48. Cái này em có duy nhất một chiếc thôi. Đó, em giao luôn chị bình này với giá là 200k. 200k mã bình này K3. Mã K3 anh chị, 200k mã K3. Rồi em có tiếp tục một cái mẫu sản phẩm này là em có một cái dòng chén ăn cơm. Một cái mẫu chén ăn cơm nha chị, chén cơm này là chén cơm của Pháp. Chén cơm Pháp có truyện ký nha, nhờ và những cái họa tiết này là vẽ hoa, vẽ hoa lan rất là đẹp luôn. Đường kính miệng chén là 12 và cao đến miệng chén là 5.5. cái mẫu chén cơm này là em có số lượng nha chị. Những cái hàng chén cơm Pháp này thì anh chị rất là tiện sử dụng, mình va chạm nhẹ thì nó không có bị vỡ gì cả. Đó, rất là tiện dùng. Và chén ăn cơm này em có số lượng, em sẽ giao lưu anh chị mỗi chén này có giá là 50k một chén. 50k một chén anh chị, chốt giúp em mã K4. K4 với giá là 50k một chén K4. Chén cơm này em có số lượng nha, anh chị chốt mấy chén thì báo lại giùm em. Mã K4. Rồi em lên tiếp tục nè. Nguyên một bộ vừa chén vừa tô vừa đĩa của hàng Frank Pháp anh chị. Tô này là tô Pháp, nó họa tiết là trơn thôi nha anh chị, không có vẽ họa tiết gì cả. Truyền tem dán và mặt sau là có chữ ký mã số. Tô này đường kính tô là 18 và cao tô là 7.5 đến 8 nha anh chị. 7.5 đến 8. Tô này là anh chị là ăn tô mì, tô phở là vừa. Tô này em cũng có số lượng luôn nha. Những cái hàng tô Pháp này nó tiện sử dụng anh chị. Ở trong những cái bữa cơm gia đình, anh chị múc tô canh hay là anh chị để sử dụng ăn tô mì, tô phở là vừa. Và mỗi tô này em sẽ giao lưu anh chị với giá là 90k một tô. 90k một tô mã K5. Và anh chị lấy máy chiếc thì báo giùm em luôn nha anh chị. K5 90k một tô mã K5. Rồi em có một mẫu đĩa này nữa anh chị. Đĩa này vẫn là đĩa Frank của Pháp luôn nha. Đó, đĩa này là đĩa Frank của Pháp. Đĩa này nó hơi có độ sâu lòng một tí nha, nó hơi có độ sâu lòng.
anh chị để súp hay là đựng những món như món xào có nước rồi là ok. Mạch sâu là có truyện ký, mạch sâu của đĩa có truyện. Đường kính đĩa này anh chị, đường kính đĩa này là 20 và cao sâu lòng là 4. Bộ này em có số lượng tổng hết là nói chung là em có số lượng nha. Đó. Số lượng khoảng tầm là 6-7 chiếc gì đó. Rồi chốt giúp em mã K6 với giá là 50k một đĩa. K6 50k một đĩa mã K6. Một mã đĩa trưng anh chị. Đĩa này là họa tiết của nó là vẽ cô gái Nhật. Những cái dòng đĩa này là anh chị để trưng thôi nha anh chị, để trưng thôi. Đó, trưng trên kệ, ở trong tủ bàn làm việc. Ok. Cái này là chữ ký, truyện chữ ký. Cô này là anh mặc bộ đồ kimono màu cam và đang cầm một chiếc dù rất là đẹp nha. Mặt sau của đĩa là có truyện. Đó, viền của đĩa là viền lacquer vàng. Thì những cái dòng đĩa cô gái Nhật này em có số lượng khoảng tầm là 4-5 chiếc gì đó. Mẹ hôm nay em sẽ giao lưu anh chị một mã đĩa này. Nếu anh chị có nhu cầu thì inbox qua Zalo giúp em nha. Đường kính của đĩa này sẽ là 26.5. Đường kính đĩa 26.5. Và em giao lưu anh chị mã đĩa này với giá là 400k. 400k mã K7. K7 400. Và em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái kệ nhựa để về anh chị trưng đĩa nha. Đó, tặng một kệ như thế này để về trưng đĩa. Mã K7 400. K7 400k. Rồi em sẽ lên tiếp một mẫu đĩa trưng nữa. Một mẫu đĩa trưng. Đĩa này là họa tiết. Họa tiết nó sẽ là vẽ một cái phong cảnh sơn thủy anh chị. Một cảnh những ngôi nhà có tích người ở trong này. Đó, cái này là sông nước nha, sơn tỷ hữu tình. Có truyện ký, những dòng này là tàu. Cái này về anh chị trưng đề co hay là anh chị để làm cái dầm trà cũng rất là ok luôn. Ở mặt trên này là truyện chữ ký của nghệ nhân, rất là đẹp. Đường kính đĩa này là 36 nha anh chị. Đường kính đĩa 36 và mã đĩa này em giao lưu anh chị với giá là 300k mã đĩa này. 300k chốt giúp em mã K8. K8 anh chị 300k. Em cũng sẽ tặng kèm cho anh chị một cái kệ nhựa này về để trưng đĩa nha. Rồi mã K8 với giá là 300k. Rồi em có một cái bình. Bình này độc lạ nha. Bình này rất là độc lạ luôn. Bình này là một cái bình trà và lọc bên trong là lọc tổ ong. Cái này là diện khuôn mặt nha anh chị. Khuôn mặt, cái miệng nó dễ thương quá. Cái miệng là cái vòi rót của bình. Và ở phía dưới này là có truyện ký. Bình này dung tích của nó khoảng tầm là 100-150ml nước nha anh chị. Đó, bình này rất là lạ mắt luôn. Về chân đề coi là anh chị sử dụng để uống trà cũng được. Và mã bên này em giao lưu với giá là 300k. Xin lỗi nha chị, với giá là 200k. Miệng sẽ là 3.5, cao là 6.5. Đó, em giao lưu anh chị 200k mã bình này. Rất là dễ thương luôn, độc lạ nữa. Rồi chốt giúp em mã K9. K9 với giá 200. Mã K9.
siêu phẩm này anh chị. Siêu phẩm này là cái bình này là chất liệu nó là bằng đá. Dòng này là bình bằng đá nha chị, và họa tiết của này là long ẩn. Đây cốt bình cực kỳ là nặng luôn. Đây nha chị, con rồng này long ẩn. Bên này là chất liệu bằng đá cực kỳ là nặng. Ở phía dưới trôn đấy là không có truyện nha chị, không có truyện. Không có truyện, phía dưới khu này thì nó sẽ có một vài vết tóc dâm nhẹ xíu thôi, không có đáng kể nha. Đó, cực kỳ là nặng luôn. Cái này nặng khoảng tầm là 3-4 kg gì đó. Miệng sẽ là 10. Miệng là 10, cao là 15. Miệng 10, cao là 15. Và vòng bụng sẽ là 60 anh chị, 61 luôn. Những cái dòng bình đá này nha anh chị, nói chung là được nghệ nhân họ khắc nổi những con rồng như thế này thì rất là kỳ công nha, rất là kỳ công luôn. Nó rồng quả cầu lửa. Rồi mã bình này em giao luôn anh chị với giá là 2 triệu. 2 triệu cái bình đá long ẩn này. Và chốt giúp em mã K10. K10 nha anh chị, với giá 2 triệu K10. Tượng bằng đồng, và tượng này là tượng một cá chép, và ở phía trên này là có Phật Di Lặc đang ngồi cởi trên con cá chép này nha anh chị. Những cái tiền vàng rất là mê luôn. Chất liệu này là bằng đồng nha anh chị nha, bằng đồng. Đó, rất là đẹp luôn. Ở phía dưới này là có truyện, đồng này là cốt nặng nha chị, đồng cốt nặng. Đường kính cái này là sẽ là 17 và cao là 11. Cái này em giao lưu anh chị với giá là 1.650.000 mã tượng này. 1.650.000 mã K11. K11 với giá là 1.650.000. Những cái này hàng này là anh chị về trưng decor để trên ở chỗ thần tài của anh chị á, rất là đẹp nha. Rồi mã K11, 1.650.000 K11. Rồi em có một cái bình trà. Bên này là chất liệu là bằng sứ nha anh chị. Chất liệu là bằng sứ. Mà cái này mới chưa qua sử dụng, nó hơi bụi. Hơi bụi một tí thôi. Họa tiết nó là hoa diêm vĩ. Lọc bên trong là lọc tổ ong nha anh chị nha. Lọc tổ ong. Đó. Lọc tổ ong. Bên này là dung tích của nó là 1 lít nước, và truyện nó sẽ nằm ở phía dưới nắp này. Đường kính miệng bình, miệng bình miệng 11 và cao của bình này là 11.5, miệng là 11, cao là 11.5. Rồi mã bình này em giao lưu anh chị với giá là 240.000. 240.000 mã bình này, K12. K12 nha anh chị, 240.000. Những sản phẩm hôm nay em lên like nha. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì anh chị gọi điện hay là lưu ảnh gửi về qua hai số điện thoại có niêm yết trên kênh nha. Và like hôm nay của em là kết thúc. Hẹn anh chị like sau. Cảm ơn và chào tạm biệt quý cô chú anh chị.